hướng dẫn cách vay online mBank siêu nhanh cho bạn. Với mục đích đem đến sự thuận tiện tối đa và đáp ứng một cách nhanh nhất nhu cầu vay tiền nhanh của khách hàng, dịch vụ vay tiền online mBank đã không ngừng cải tiến và cung cấp thêm nhiều tiện ích thiết thực cho khách hàng. Bạn không muốn ra trực tiếp chi nhánh ngân hàng mà vẫn có thể được vay vốn tại ngân hàng mBank. Nhằm đáp ứng mong muốn này của khách hàng mà mBank đã cho ra đời dịch vụ đăng ký tài khoản và vay online mBank. 1. Tìm hiểu về hình thức vay online mBank. Hình thức vay tiền online mBank được xem là thuận lợi hơn bởi bạn có thể tiến hành vay tiền mBank tại nhà mà không cần bỏ thời gian, công sức đến các quầy giao dịch như trước kia. Điều bạn cần duy nhất chính là tải app vay tiền online mBank về di động của mình để cài đặt và bắt đầu trải nghiệm những điều tuyệt vời sau. Vay tiền nhanh trong ngày mà không cần cung cấp giấy tờ, hồ sơ, biểu mẫu. Vay thấu chi đến 200 triệu đồng trong 12 tháng. Thời gian xét duyệt hồ sơ chỉ trong 5 phút và giải ngân ngay lập tức. Không cần mất thời gian để đến ngân hàng hoàn tất cả thủ tục vay tiền. 100% thao tác trên ứng dụng trực tuyến chỉ với một thiết bị di động. Lãi suất cạnh tranh, chỉ phải trả lãi theo số tiền và thời gian sử dụng thực tế. Sử dụng tiền vay linh hoạt hoặc qua tài khoản hoặc rút tiền mặt từ ATM, tại chi nhánh ngân hàng. Vay tiêu dùng qua nhiều loại giấy tờ như sổ tiết kiệm số, số dư bình quân, bảng lương hàng tháng. 2. Hướng dẫn cách vay tiền online ngân hàng mBank. Đăng ký vay online mBank tại app. Chỉ bằng vài cú chạm trên app mBank, bất kỳ ở đâu và bất kỳ khi nào khách hàng đều có thể thực hiện giao dịch vay vốn một cách nhanh chóng và an toàn mà không cần giấy tờ, không cần tài sản bảo đảm. Các bước vay online mBank như sau. Bước 1. Tải app vay online ngân hàng mBank và thực hiện cài đặt. Bước 2. Bạn mở và đăng nhập ứng dụng, tên tài khoản và mật khẩu chính là tài khoản, mật khẩu của Internet Banking. Nếu chưa đăng ký sử dụng Internet Banking từ trước thì bạn nhấn vào đăng ký ngay để tạo tài khoản đăng nhập mới. Bước 3. Điền chính xác và đầy đủ những thông tin mà hệ thống yêu cầu như số chứng minh nhân dân, số điện thoại, email. Bước 4. Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại cho bạn. Bạn nhập chính xác mã số này và nhấn xác nhận để hoàn tất việc kích hoạt ứng dụng vay tiền online của mBank. Bước 5. Nhập họ tên, ngày sinh, giới tính của bạn. Nhận mã OTP từ hệ thống gửi về điện thoại. Nhập mã OTP và nhấn xác nhận để xác nhận thông tin đăng ký dịch vụ. Bước 6. Chọn gói vay phù hợp nhất và tiến hành các bước lần lượt theo hướng dẫn chi tiết trên ứng dụng. Đăng ký vay online mBank tại website. Đáp ứng nhu cầu vay vốn nhanh online của mọi khách hàng, mBank đã cho phép mọi khách hàng có thể đăng ký mở tài khoản thanh toán và đăng ký vay online mBank ngay trên website của mBank mà không cần trực tiếp đến các điểm giao dịch trên chi nhánh ngân hàng. Đối tượng khách hàng. Đối tượng khách hàng doanh nghiệp đang có nhu cầu mở tài khoản vay vốn tại Megabank. Điều kiện: khách hàng truy cập website của Megabank và làm theo hướng dẫn để đăng ký. Cách đăng ký vay online. Khách hàng cần truy cập vào website chính thức của mBank và chọn yêu cầu tư vấn đăng ký tài khoản và vay vốn online, sau đó điền các thông tin cơ bản để sử dụng dịch vụ. Tỉnh trên thành phố trên quận huyện nơi có trụ sở doanh nghiệp. Chi nhánh trên PGD của mBank khách hàng lựa chọn để giao dịch. Tên doanh nghiệp, mã số thuế, họ tên người đại diện, địa chỉ, điện thoại, email. Mục đích vay, vay bổ sung vốn lưu động, vay đầu tư dự án, vay tài trợ xuất nhập khẩu. Sản phẩm dự kiến vay thông thường trên bảo lãnh, tài trợ thương mại. Thông tin nhu cầu vay vốn, số tiền dự kiến, thời gian nhận tiền dự kiến. 3. Lưu ý khi vay tiền online ngân hàng Megabank. Dù vay tiền online hay vay tiền trực tiếp tại ngân hàng, thì bạn luôn phải chú ý một số điểm sau. Lãi suất vay tiền online mBank đưa ra luôn cạnh tranh so với các tổ chức tài chính khác, chỉ dao động khoảng 3,2% tháng. Có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy vào gói vay mà khách hàng lựa chọn, nhưng chênh lệch là không đáng kể. Thời hạn trả nợ sẽ là từ 1 tháng đến 12 tháng tùy từng gói vay. Lưu ý thanh toán đúng hạn để không bị ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng. Khi quá hạn trả nợ bạn vẫn bị tính lãi trả chậm như bình thường. Nếu sau 10 ngày quá hạn mà không thanh toán được tiền gốc và lãi thì rất có thể bạn sẽ bị xếp vào nợ xấu. Nếu không thể trả nợ đúng hạn thì vẫn phải liên hệ với mBank để cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc nhân viên sẽ tư vấn cho bạn cách trả nợ tốt nhất. Còn nếu bạn cố tình trốn trả nợ thì sẽ bị truy tố theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy khách hàng có thể đăng ký mở tài khoản thanh toán và đăng ký vay online mBank. Bạn không nhất thiết phải đến các điểm giao dịch của mBank để làm yêu cầu, tiết kiệm thời gian và công sức.